Xin chào cô chú. Chào các bạn. Thì tụi mình đang đi mua một ít đồ ăn. Đây, hai cha con đang đèo nhau bắt eo souvenir bớt. Just a cheese. Coi cái mặt, coi cái mặt của em Mí nè các bạn ơi. Chị Huệ ơi, chị Huệ ơi, chị Huệ con đang nhìn gì đó, hãy chị Huệ à. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Merry Christmas Eve. Merry Christmas. Đây là đêm Noel. Thì đây, tụi mình có cái này. Bà chồng của mình. Bà mấy em út. Rồi hôm nay thì tụi mình sẽ ăn như đây các bạn có thể thấy là dâu và trái cherry ha mấy bạn ha. Đây dâu, đây trái cherry, đây what's this one, chicken burger, chicken burger, và đây là chicken bacon burger, chicken chicken bacon burger. Yeah. Đây là tụi mình có bánh burger với gà và thịt ba chỉ nè mấy bạn ơi. Đây, và đây là bia. Bia. Bia for Christmas. Hop 2 3 vô. Gần chưa mấy bạn? 1 2 3 vô. Bé Út chào cô chú đi con. Bé Út chào cô chú, ông bà, các anh chị. Yeah, Merry Christmas from you Út. All right, let's eat. One. Finally. Nó là cuối cùng anh cũng được ăn mà, tại vì nãy giờ anh ngồi anh chờ. That's a big burger. Yeah, it's a big one. Just half a bread tonight. Is it? The bread's quite big, so it fills you up too well, right? Yeah. Đây mấy bạn ơi, cận cảnh của cái burger đây. Đó. Mấy bạn có thể thấy không? Một mày phủ ở trên trên đó mấy bạn thấy không? Ngon ngon. Crunchy. Better tonight, right? What's better? What are you doing there? I made a few mistakes last night, but I think I've aced it tonight. Hôm nay anh làm cái lớp bột bên ngoài của gà chiên rất là giòn mấy bạn. Để mình hỏi coi anh bỏ gì trong đó nha. So what did you put in the batter, bro? The chicken batter. Ngon mấy bạn ơi. Very simple. Just eggs, breadcrumb, and salt. Mình nói cái bột mì chiên gà, anh để trứng, bột mì dụng và muối. Đơn giản. No flour. No. No flour bởi mình. No. Không có bột luôn hết mấy bạn ha. Nhìn mà giòn ngon dễ sợ luôn. No, that's it. Không biết ngày Noel này cả nhà ăn cái gì ha. Nguyên gia đình mỗi đứa cái đóng ngoan các bạn thấy không? Nhí nhảnh không? Fireworks. Tụi mình nghe pháo bông ở bên ngoài mấy bạn. Is it from the city? No. It's just sunk down the road somewhere. Ai đang sống ở dưới ở phía cuối đường á, đang đang đốt pháo bông mấy bạn à. Chắc là để chúc mừng ngày Noel đó mấy bạn. Giống gì? Ở trong đây trong bánh burger này nè, ảnh để bacon, thịt ba chỉ, gà chiên, rồi phô mai nè. Đây là có mấy cái lá mồng tơi như rocket leaf. Cái lá rocket thì mình nghĩ chờ ở bên Việt Nam chứ không có bán. I don't think they sell rocket leaf in Việt Nam. No. Không thì I've seen it. No, right.
cái hương vị á, ăn nó cũng được lắm mấy bạn. Dâu khác biệt ảnh vô kìa, khác biệt so với những cái loại rau khác mà Hiền từng ăn, nó có một cái hương vị khác. Dầm put dinner thành spook. Are you waiting for me? I have been. Không lên. Can I would say? Mọi người ơi, em Út cứ ngồi nó cúi xuống gì nè. Ba của em Út mới hỏi, em Út thấy đường không em? Cái Hiền nhìn lại, ôi trời đất ơi, cái nón che hết nha, mắt nhỏ luôn rồi. Ôi dồi dồi, nó thấy gì hả con nữa. He doesn't mind. He doesn't mind. Ông già Noel nhí nè cả nhà ơi. Yummy. What's he looking at? Probably your ears. Reindeer horns. Show everyone on YouTube. Xin chào mọi người. Mommy looks different tonight, doesn't she? Em Út đang nhìn cái sừng nè mọi người ơi. Em Út đang nhìn coi xem là cái gì nè. Kìa kìa nhìn kìa mọi người. Nhìn đắm đuối luôn. Can you tell everyone it's Christmas time is when the Jerry season starts? In Australia? Mm-hmm. That's when they really cheap, right? Yep. Thì mới hỏi trong hàng. Cái mùa Noel Úc là cái mùa mà trái anh đào rẻ đúng không? Anh nói đúng mà. Same with strawberries, I think. Is it? Yeah, all berries. Anh nói là ngay cả berries. Ngay cả các loại dâu khác luôn. Thì là mùa Noel là cái mùa mà nó rộ của mấy loại dâu hoặc là trái anh đào bên đây nè mấy bạn. Đây, bạn nhìn thấy không? Đỏ mọng. Đó. Xin mời mấy bạn. Giống mình. Cái mùa này trái anh đào cực kỳ ngọt. Hai mấy bạn thấy anh cực kỳ ngọt và ngon. Bình thường á thì thấy có khi chua, nhưng mà ngay mùa Noel thì rất là ngọt. It's funny when it is Christmas season then the cherries are more sweet. They are, yeah. Yeah. Why, bro? I don't know. Nhìn kìa. Look at the size of those monster strawberries, but yeah, they're huge. They're huge. Let me show everyone. Đây là bạn bạn ha. Đây là cái trái dâu ở nước Úc nè. Đây. Còn đây là trái anh đào ha mấy bạn ha. Đó. Cái dâu không mấy bạn thấy cái dâu to dễ sợ không? Để Hiền ăn thử có ngọt không cho mấy bạn xem nha. And they're beautiful too. Yeah. Lovely sweet. Very sweet. Đây mấy bạn à. Ngọt cực kỳ ngọt luôn. Rồi, mấy bạn có nghe Elwood đây. Ê ê ê. Gì vậy con làm gì vậy con? Ngon quá luôn. Ngọt rất là ngọt. Did you have any strawberry in there? Only the strawberry cordial. Not a fresh one. Don't think so. Ngon quá. Cái điều mà Hiền bất ngờ khi mà Hiền đến Úc á là trái dâu tây đó mày. Trái dâu tây ở đây nó cực kỳ to và cực kỳ ngọt luôn. Nói chung là ngọt thì cũng tùy lúc hết mấy bạn. Có nhầm lúc thì mấy trái nó ngọt, nhầm lúc thì cũng chua.
Nhưng mà so với bên mình là ngọt lắm mấy bạn à. Cho nên ai mà mê dâu á, qua đây ăn rất là thích luôn. Hồi nãy Hiền mới hỏi chồng Hiền là cái lúc mà anh đi Đà Lạt anh có ăn thử dâu của Đà Lạt chưa, thì chồng của Hiền nói là chắc là anh ăn, ủa anh uống thử cái nước dâu trái cây thôi rồi, chứ ảnh chưa có ăn cái trái dâu Đà Lạt. Thì nghĩ là ảnh có ăn rồi nhưng mà anh không nhớ. Hiền thấy là dâu Đà Lạt á như vậy mà không ngọt bằng bên đây hết mấy bạn. Chúc mừng Noel mấy bạn ơi. Một hai ba vô. Vô vô. À, giống gì? Uống bia không? Bia. I don't know what everyone eat for their Christmas. Maybe we better ask them, eh? Thì Hiền với Chris không biết là gia đình của cả nhà ăn cái gì vào mùa Noel ha. Cô chú, anh chị và các bạn và các em á. Hiền nhớ lúc ở bên Việt Nam á. I remember every time it's Christmas season in Vietnam. Only families that follow Christian religion, then they will have like Christmas tree and stuff. Not everyone. Yeah. You remember that not everyone have decoration for their Christmas over there, isn't it? Yeah. Well, over here, I don't think it really matters what religion you are. I think most people just celebrate Christmas. Ai quốc tiền bang Santa Claus, hả? Huh? Santa Claus! You a good boy? Me? Good boy for Santa Claus? Are you? Hả? Đội cái nón nhìn ghét quá mấy bạn à. Thôi mặt. Are you done? I'm gonna tell everyone how you feel about strawberry and cherry bomb. Well, I love the beer. Beer's good. What about the fruit? So cute, isn't it? Dễ thương quá mấy bạn ha. Ảnh đổi này nhìn dễ thương nha. You're gonna remind everyone again that when we reach some 10,000 subs, then you're gonna shave your beard. 10,000, beard's gone. Mấy bạn ơi, thì có nhiều bạn hỏi Hiền là sao ảnh không có chịu cạo râu. Thì Hiền với anh Chris xin nói với mấy bạn là khi mà cái trang của tụi mình đạt, cái trang YouTube của tụi mình đạt được 10,000 người theo dõi, thì anh Chris sẽ cạo râu ha. Cho nên bạn nào mà muốn thấy anh Chris không có râu á, thì mấy bạn nhớ chia sẻ cái trang của tụi mình cho mọi người biết đến tụi mình, để nhanh đến đích nha mấy bạn. You can watch him now shave it off my face. 10,000 subs, I'm sure she'd love it. Do you like my beard or not? I like you in a way. Yeah. Thì anh nói là khi mà kênh đạt được 10,000 người đăng ký thì Hiền sẽ cạo râu cho ảnh và quay lại cho mấy bạn xem ha. Yeah. We film how I shave your beard so everyone can see. Yeah. Okay. Ăn cái này á mau no lắm mấy bạn. Tại vì á cái bánh mì này là bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ. Cái bánh mì khá là dày. Yeah. Yum. Yummy. Yum, so yum. Sweet. So sweet, eh? Yeah, really good. It's actually better at Christmas season. Tastes just as good as it looks, really. Anh nói là ăn cũng ngọt y như là nhìn nó là rất ngon và ăn rất là ngọt. Ngon. What's he busy looking at? Vô mấy bạn ạ. Vậy. Con nè. Getting tired. Mệt rồi.
That's strawberry. Oh, look, man. Look. I'll have a bit of that. You see? Mọi người đã nhìn bé Út ăn trái dâu rồi. Yummy. Now you could have a Christmas too. Ooh. It's Elwood's first Christmas. Mùa Noel đầu tiên của bé Út đó các bạn ơi. Nhìn kìa. Cái mặt nhăn nhăn rồi cô chú ơi. Sao nhăn vậy con à? Ngon mà con. Ôi trời ơi. Yeah, mommy, you'll finish that one. Alright. Giờ là em út cạp rồi, giờ ba đưa qua Hiền. Actually, you wash it down? Ngon quá mấy bạn ơi, ngọt lắm. Gotta wait till Christmas Day, right? Very sweet. Yeah, they're great. I feel a bit tipsy already. Maybe it's been a long time. Mm-hmm. Only ever takes one beer. Anh nói là chỉ cần một lon bia là Hiền say xỉn đó mấy bạn. Not usual được alcohol hết luôn á. Hiền chỉ cần uống một lon thôi là Hiền xỉn. Mà cái mặt đỏ quét luôn. That's not a strawberry. Cạp cạp tay ba kìa. Bạn nào mà có dịp đi Úc á, mà ngay mấy tháng mùa Noel á, thì mấy bạn nhớ mua anh đào nè, trái dâu ăn nha, ngon rất là ngon. Thì gia đình của Hiền xin kết thúc cái phim mà mừng Giáng sinh ở đây hả mấy bạn. Tụi mình xin kính chúc các anh chị, các bạn, cô chú ở gần xa một mùa Noel thật là hạnh phúc, ấm áp và vui vẻ bên người thân. Và năm mới thì sẽ có nhiều may mắn sẽ đến với tất cả mọi người. Rất cảm ơn các bạn luôn ủng hộ gia đình của tụi mình. Và cả những bạn không ủng hộ thì mình cũng cảm ơn các bạn đã xem video của tụi mình. Merry Christmas, everyone. Yeah, I hope everyone has a safe and a good Christmas with their family. Chồng thì nói là hy vọng là các bạn sẽ có một cái mùa Noel thật là an toàn và hạnh phúc bên gia đình người thân. Đó, bé là vuốt phùng mưa để nói chúc mừng Giáng sinh đó cô chú à. Rồi, cảm ơn các bạn, tạm biệt các bạn. Hy vọng các bạn sẽ chia sẻ kênh, nhấn nút đăng ký và nhấn vào cái nút like. Yo. Yo.